Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dựng và thánh hiến nhà tạm. Sách Xuất Hành, chương 40, từ câu 1 đến câu 15. Đức Chúa phán với ông Môsê: Vào ngày mồng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng nhà tạm, dựng lều hội ngộ. Ngươi sẽ đặt vào đó hòm bia chứng ước và lấy bức chướng mà che hòm bia ấy. Ngươi sẽ đem bàn tới và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Ngươi sẽ đem trụ đèn tới và đặt đèn lên đó. Ngươi sẽ đặt hương án bằng vàng trước hòm bia chứng ước và treo màn che cửa nhà tạm. Ngươi sẽ đặt bàn thờ dâng lễ toàn thiêu trước cửa nhà tạm, trước cửa lều hội ngộ. Ngươi sẽ đặt cái vạc ở giữa lều hội ngộ và bàn thờ và đổ nước vào đó. Ngươi sẽ làm khuôn viên chung quanh và treo màn che cửa khuôn viên. Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong sức dầu nhà tạm và tất cả những gì trong đó. Ngươi sẽ thánh hiến nhà tạm và mọi đồ vật trong đó. Như thế, nhà tạm sẽ là vật thánh. Ngươi sẽ sức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng. Ngươi sẽ thánh hiến bàn thờ và bàn thờ sẽ là vật rất thánh. Ngươi sẽ sức dầu cái vạc và đế. Ngươi sẽ thánh hiến cái vạc đó. Ngươi sẽ dẫn Aharon và các con ông đến gần cửa lều hội ngộ và lấy nước tẩy rửa họ. Ngươi sẽ lấy phẩm phục mặc cho Aharon, sức dầu thánh hiến, để ông ấy thi hành chức tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ dẫn các con ông lại gần và cho họ mặc áo dài. Ngươi đã sức dầu cho họ như đã sức dầu che họ, để họ thi hành chức tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ làm như thế để nhờ việc sức dầu họ trở nên tư tế vĩnh viễn, đời nọ đến đời kia. Thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Sách Xuất Hành, chương 40, từ câu 16 đến câu 33. Ông Môsê làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày mồng 1 tháng Giêng năm thứ 2, nhà tạm được dựng lên. Ông Môsê cho dựng nhà tạm. Ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căng lều trên nhà tạm, lấy bạt che phía trên lều, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông lấy chứng ước đặt vào hòm bia, xỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức chướng để che khuất hòm bia chứng ước, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho đặt chiếc bàn trong lều hội ngộ, bên cạnh nhà tạm, phía bắc, bên ngoài bức chướng, rồi cho bày một hành bánh trên đó, trước nhen Đức Chúa, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho đặt trụ đèn trong lều hội ngộ, đối diện với bàn, bên cạnh nhà tạm, phía nam, rồi cho đặt đèn lên đó, trước nhen Đức Chúa, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho đặt bàn thờ bằng vàng trong lều hội ngộ, phía trước bức chướng, rồi cho đốt hương thơm trên đó, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho treo màn che cửa nhà tạm, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Ông cho đặt ở cửa nhà tạm, ở cửa lều hội ngộ, rồi ông dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm trên đó, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê.
Ông cho đặt cái vạc ở giữa lều hội ngộ và bàn thờ, rồi đổ nước vào đó để dùng vào việc tẩy rửa. Ông Aharon và các con ông lấy nước ấy mà rửa tay chân. Mỗi khi họ vào lều hội ngộ và tới gần bàn thờ, thì họ tẩy rửa, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho làm khuôn viên chung quanh nhà tạm và bàn thờ, rồi cho treo màn che cửa khuôn viên. Như thế, ông Môsê đã hoàn thành công việc. Đức Chúa chiếm hữu nhà tạm. Sách Xuất Hành, chương 40, từ câu 34 đến câu 35. Đám mây che phủ lều hội ngộ, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ, vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang Đức Chúa. Đức Chúa chiếm hữu nhà tạm. Sách Xuất Hành, chương 40, từ câu 34 đến câu 35. Đám mây che phủ lều hội ngộ, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ, vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Mây dẫn đường cho dân Israel. Sách Xuất Hành, chương 40, từ câu 36 đến câu 38. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm, thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại, cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Israel, ở mỗi chặng đường họ đi.